Xin chào các bạn, nghe ta giải cục Rubik nó cũng rất là khó không? Nó thuộc nhóm Salamai Cast rồi một số cục khác, nó có hai cái thanh dài đi và nó giải cũng rất là mệt, Bristan rồi đó. Đây, Rainbow thì các bạn Rainbow giống như là cục trong cái đường link mình dưới từ cái Rainbow của tác giả EJ Cooper. Các bạn thích gì vô truy cập trên trang web YouTube của ảnh để coi ha. Vô mình xếp lại. Ok không? Đây, ok. Này, nó hình thành là cái tư thế như vậy. Các bạn cần đảo lên đảo. Không đảo thôi. Ép sẽ được hay không? Đảo lên. R2 UU R2 UU R2 UU. Ok không? Bên này cũng vậy. Bạn đảo lên thì nó ít kẹt. Này, mình để công thức của mình mà nó tạo thế mặt ăn L hay mặt ăn R cũng được, hai cái nào cũng được. Thì các bạn làm thì các bạn chỉnh lại cái cục này thì nó hơi đặc biệt chút xíu. Tại cái này mình nếu mình các bạn chỉnh bằng tay nó rất là lâu. Chỉnh mà cho nó bằng cái màu xanh này nè, rất là lâu ha. Đây. F R2 F2 ăn L. L phẩy F2 R2 ok không? Cái công thức tới để tạo cái thế này mình làm công thức lùi thì tùy các bạn làm thôi không? L2 F2 L F2 R2 F U2 F2 U an là 2 u 2 an là phẩy f 2 r 2 f phẩy. Ok, nó hình thành được cái này. Đây, đó là một số cái về Rainbow. Đây, vô thì mình nó có những công thức mình ghi sẵn ở dưới đó, các bạn coi công thức là các bạn có thể tự làm được, không cần phải coi clip này đâu. Đây, ở đây là viên xanh xanh dương cam, xanh dương cam đây, các bạn bỏ xanh dương cam lên đây, bỏ vào đây bằng ba công thức chia sẻ cổ bên này. Chỉ sẽ cổ bên này không, mình để sẵn ở dưới này, chỉ sẽ cổ bên bên FR F không R như này lên đây F R2 F2 an là phẩy an là 2 UU an là 2 UU an là 2 UU an là F2 R2 F phẩy R R phẩy an là 2 UU L2 UU L2 UU trả về ok ha. Đi viên xanh lên đây lên đây mới được làm thêm lần nữa. Xanh cam nằm đây, rồi mình bỏ nó xuống đây. Nhưng mà bỏ xuống đây thì các bạn phải có công thức, các bạn moi nó ra đây, rồi mình bỏ nó xuống. Mình bỏ đây cũng được, nhưng mà nhiều khi bỏ đây, nhiều khi nó chạy lộn xộn, nó văng, nó mất. Mình không muốn làm chi cầu này, bởi vì mất công, các bạn nhớ mất công ép R với không, cứ moi ra đây, rồi lấy cái này thế vô, tạo thành cái tư thế hồi nãy mình rambo xong, mình nhích vô không? Này, đưa viên này lên đây, mặt ăn L không? F, R2, F2, ăn L. U2 L2 U phẩy F2 U2 F phẩy R2 F2 L phẩy F2 L2 ok không? Nó lên đây cái viên xanh trắng cam nó tự động từ bên đây, nó nhảy đây. Còn cái viên hồi nãy nằm đây cái viên trắng xanh trắng đỏ này hồi nãy nằm trên đây, mình tạo thế xong nó vô đây. Bây giờ mình đưa viên này lên đây mình cái viên này nè, bên đây nó sẽ chung lên đây nha, rồi mình cứ để im vậy mình làm nè. Đây bây giờ mình đưa viên này vô đây không mặt bên ăn L F ăn L F phẩy ăn L2 F2 R2 R phẩy
F2 L2 F R phẩy L trả về ok không, cái viên đi vô đây rồi mình mới đưa cái viên ngược lại, mình làm công thức lùi lại. Công thức lùi hồi nãy giống như là mình làm mình rainbow xong mình có tư thế lùi lại giống như này, mình lùi lại là nó sẽ tự động nó chui vô đây lại. Khỏi nhớ công thức ha, khỏi nhớ mà mất công ha. L2 F2 L F2 R2 F U2 F2 U L2 U2 L phẩy F2 R2 F phẩy. Ok ha, nói chung vô đây này. Bên đây mình làm cái viên, bây giờ mình làm đúng cái viên này để mình coi các viên này mình lọc hoặc là mình làm từ từ mình vô ha. Này tiếp tục sao lúc bật lúc không thì không biết nữa. Cái đèn nó bị hư hay sao rồi tại ánh sáng nó chói. Này mình đưa viên này lên đây cũng như vậy, bên mặt R ha, F chưa này không, cái viên này á nó phải nằm chỗ này ha, để mình đưa lên không bị lộn xộn thành gì trơn á. Rồi tiếp tục ép an là phẩy an là hai u hai rồi viên này nằm đây. Bây giờ mình dùng cái mặt R á, mình moi cái viên này ra trắng xanh này ha, mình moi ra rồi mình thế cái viên này vô, nhớ viên trắng xanh ha, trắng xanh nó ra nó nằm chỗ này nè, cái viên này nó cũng chui ra nhưng mà xíu mình thổi lại nó sẽ ngược lại. Mình cứ đừng có quan tâm là nó nặng nó ngược hay là thuận, cứ làm vô ha. Đây mình đưa viên này ra F phẩy L2 F2 R phẩy U2 R2 U F2 U2 F L2 F2 R F2 R2. Ok không? Đây, đưa viên này thấy vô đây. Mặt R không? Rồi viên vô đây à. Giờ mình lùi lại, mình đi công thức lùi trâu vô đây lại không. Viên này nè chút xíu nó sẽ đi ngược lại, nó sẽ bị có thể nó ngược chiều, không sao ha, cứ từ từ làm. Rồi làm công thức lùi ha. R2 F2 R phẩy F2 L2 F phẩy U2 F2 U phẩy R2 U2 R F2 L2 F. Ok ha. Như này cũng đúng rồi ha. Rồi. Ok không? Coi lại không? Trắng đỏ, trắng xanh. Trắng xanh vô đây, trắng cam, trắng xanh. Rồi, bây giờ mình đẩy lại những cái cạnh này. Những cạnh này nó sai này không, những cái viên góc này nó sai này không, hai viên đỏ nằm bên này, hai viên xanh nằm bên này, mình đẩy không. Ok, hai viên xanh nằm bên này, hai viên xanh nằm bên này, ok không. Bây giờ mình coi các viên góc không, viên cái viên cạnh không, viên góc này xíu mình xoay lại các bạn, không sao không. Cũng hơi khó đó không, viên vàng đỏ đúng rồi. Bây giờ mình cho đúng cái viên nào đi ha, đúng cái viên trắng xanh này đi, rồi bên ba viên này mình làm sao trắng xanh này không.
trắng xanh cho nó lên đây, xong rồi cho nó vô đây. F phẩy R. F2 L2 F. Rồi. Trắng xanh cho vô đây. Rồi, cái nữa. Rồi, trắng xanh vô đây được không? Này, bây giờ còn lại 3 viên. Còn lại 3 viên, bây giờ mình đưa nó vô đúng vị trí luôn ha. Đi hai tua bên 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 phải, bên trái không? Rồi, các viên đúng vị trí hết, còn hai viên này cần phải lật lại. Rồi. Tiếp tục, giờ người ta xây góc vô. Thì công thức nào cũng được ha, mình làm 4 lần. Thì các góc mình tự động nó xây vô. À, cái góc mình không có chạy ha. F R2 F2 rồi một lần không mình xây hơi lộn lộn xíu rồi. Đây, các góc cũng vô hết trơn ha. Rồi, bây giờ còn lại hai góc này, hai cạnh này, ok ha. Rồi. Ok, ta tiếp tục, giờ còn xây cái góc vô thôi, xây cái cạnh vô. Dễ, không gì đặc biệt. Các bạn xem phần mô tả là các bạn có thể làm được rồi. Mình sửa lại cái này chút, máy lại chút. Hồi tối nó hơi khó chịu rồi. Rồi. Hai cạnh này. Giờ mình đưa cạnh này lên đây. R2 F2 N là phẩy N là 2 N là F2 R2 F phẩy rồi kê không hai viên. Thì hai cái viên này các bạn dùng tư thế mặt mình, nếu bạn làm mặt bên đây cũng được, là bên đây thì giờ cái viên này nè, mo cái viên này ra nè, thì hai cái viên này nó sẽ bung xuống đây ha. Nè mình làm luôn ha. F phẩy L2 F2 L phẩy
U2 R2 U F2 U2 F L2 L2 F2 R F2 R. Ok không? Trắng xanh đây. Trắng xanh đây. Hai viên nó chui xuống đây. Thì cái công thức lật á, nó sẽ lật 4 viên. Lật viên này, hai viên này với hai cái viên sau. Hai viên này với hai cái viên này. Lật bên này á thì hai viên này với hai cái viên này. Rồi, thành ra mình khi mình đặt một viên này vô á, cái viên này lật qua thì ba viên này nó sẽ sai. Cái viên này lật qua thì ba viên này nó quay đúng lại. Trường hợp này giống như là ghi 3 × 3 V1 V2 V2 chứ. Khi mà xây hai viên cạnh mà không có cái công thức xây hai viên cạnh thì mình xây công thức xây 4 viên và xây hai lần. Hai viên này xây vô các bạn trả về nằm đây, xong các bạn dùng công thức quay 3 cycle bằng thổi ngược lại vô đây thôi. Ha. Cái công thức này nó dài, xây nó mất công. Bạn ngồi tự xây ha, tự tự nghiên cứu. Một cục rất là hay, làm cho chúng ta nhiều cảm xúc. Còn chẳng hạn như nó nằm chỗ này vòng vòng đây thì các bạn cứ bố trí là hai viên này. Đưa nó chia xe cổ bên này, chia xe cổ bên này, bố trí gì đây, mình trả về đây, mình xây xây xong mình trả ngược lại, dễ, không có gì đặc biệt, nằm đâu cũng được, dù ấp gì này ấp gì này ấp, tại trên đây tiếp chia xe cổ ba là hai lần là đây, đây, ok, muốn dời đâu cũng được, viên nào dời đi đâu cũng được, ok hết. Rồi cảm ơn các bạn đã xem, chúc thành công, bye bye.